Đây là con gà bị sưng mặt. Sưng mặt này do sổ mũi. Đây nè con. Nó cào lên mắt. Ý, quá trời luôn. Ý. Nó phải nặng cho sạch, chích thuốc mới có hiệu quả. Chứ để vậy chích thì biết chừng nào mới hết. Nặng hoài cái hoài móc cái sạch. Còn hoài có hoài trào lên mắt luôn. Xin đây chút án không thấy đường. Bóp mạnh lỗ mũi. Đây. Quá dữ. Ta làm vậy thì chích thuốc dùng 3 ngày đổ lại rồi nó xẹp liền. Để không móc ra chích muôn năm.
thời tới đây thôi, chiều làm hoặc là mai móc một lần nữa. Này chích thuốc.